Đoàn công tác Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân khu 5 vừa làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về tình hình triển khai dự án đường Trường Sơn Đông trên địa bàn tỉnh. Dự và làm việc có Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5, đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Dự án đường Trường Sơn Đông đi qua địa phận tỉnh Đắk Lắk có chiều dài 126,2 km với tổng mức đầu tư 1.901 tỷ đồng, được triển khai từ năm 2007. Đến nay, dự án đã hoàn thành thi công, bàn giao, đưa vào sử dụng 51,6 km. Kế hoạch năm 2023, dự án tiếp tục tháo gỡ các thủ tục giải phóng mặt bằng của đoạn tuyến đi qua vườn quốc gia Chư Giang Xin để thông tuyến sang địa phận tỉnh Lâm Đồng và hoàn thành dự án theo đúng tiến độ vào năm 2025. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá, nêu lên những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ, nhất là đối với các gói thầu còn vướng công tác giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết, đường Trường Sơn Đông là dự án quan trọng, tăng cường tính kết nối, nâng cao thế trận quốc phòng an ninh của các địa phương, đặc biệt là các tỉnh khu vực Tây Nguyên. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn đề nghị tỉnh Đắk Lắk tiếp tục quan tâm chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thực hiện thủ tục thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 16, 17.